Ngày trước ấy, trước khi mà em nghỉ hát ấy, là em bị stress ấy. Giống như là mình bị nhiều cái áp lực quá. Em cũng không thể nào tìm hiểu được ra lý do là tại tại như thế nào, nhưng có thể là vì là cuộc sống của mình, cái thứ hai là mình trẻ quá, mà nó nhiều cái thông tin, mà có một lúc nào đó mình quá mệt mỏi khi mà mình phải cái tuổi trẻ mà mình phải đối đầu với nhiều thứ quá, nó làm cho mình quá mệt, và tự nhiên lúc đấy mình muốn buông xuôi. Trái tim mình nó không không có rung động được nữa, mà mình cảm thấy mình không thương được một cái gì trong cuộc đời luôn. Có nghĩa là cái tự nhiên như vậy. Thế là em quyết định là em buông. Em buông để mà lúc đấy em cảm thấy là em cần phải chữa lành cho bản thân em. Bởi vì nếu mà em cố thêm tí nữa thì em sợ là mình sẽ sa đà vào cái sự nó tiêu cực. Đấy. Thì chị phải tưởng tượng là em dùng đến cái sự tĩnh lặng của bản thân mình, tức là em khóa lại toàn bộ luôn, em không biết gì cái gì về thông tin ở xung quanh luôn. Nhưng mà cũng phải mất một thời gian khá dài em mới quân bình được lại. Có nghĩa là nó khi mà cái đầu óc mình, khi mà mình càng 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 tĩnh lặng ấy, thì có nhiều thứ nó lại càng đến với suy nghĩ của mình. Mình nghĩ lại hết vào tất cả mọi cái vấn đề, nó bắt đầu nó ập đến cái đầu của mình, và mình phải đối diện với nó. Tức là mình phải đối diện rất thật với nó để mình biết là mình cần cái gì, mình mong muốn cái gì trong cái cuộc đời của mình luôn. Thế là sau đấy cũng phải em phải tìm để em vừa tập yoga, em tập thể lực các thứ này, xong bắt đầu là em ăn uống bắt đầu mới chuyển sang ăn chay ấy chị, xong rồi mình cũng thiền tĩnh tâm này kia, rồi mình nghe kinh Phật các thứ này khác, thì bắt đầu từ từ em mới quân bình trở lại được. Mình mới cảm thấy là mình không, nếu mà ví dụ như mình cái gì mình cứ đón nhận những cái mà nó tiêu cực thì mình sẽ sống ở trong cái tiêu cực đấy. Thế là gần như là em khóa hết lại trong bao nhiêu năm ấy chị. Em không lên mạng, em cũng không biết chơi mạng xã hội, và gần như là những cái kênh truyền thông của em, ví dụ như kênh YouTube các thứ, là toàn là fan này kia, họ thấy họ tự họ chăm, hoặc là chị gái tự lo thôi, em không có lên mạng đâu. Đấy, và đến ngay như bây giờ ấy, em cũng trong cái công việc của ekip em cũng nói là trước khi em đi hát ấy, thì mọi người lo sắp xếp mọi công việc, nhưng mà có cái chuyện gì nó buồn hoặc nó không được như ý ấy, thì đừng có nói với em. Có nghĩa là cứ để cho em hát hết đi. Bởi vì em bảo là cuối cùng ấy, mọi thứ xung quanh ấy nó cũng không quan trọng bằng cái việc là em lên sân khấu, em cần phải được thăng hoa. Em cần phải được hát mà em phải được dốc lòng ấy. Nhưng mà chỉ cần đang mọi người mà nói ôi cái này này kia là tự nhiên em bị tụt mood.